Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là vào chế độ giải cứu ông già Noel. Như các bạn đang nhìn từ trên màn hình, đấy, cuộc hành trình tìm ông già Noel. Chúng ta sẽ mở này, bắt đầu chơi này các bạn. Ông già Noel ở Bắc Cực, làm thế nào để đến Bắc Cực nhanh nhất? Đấy, thì chúng ta sẽ di chuyển chân của nhân vật đến Bắc Cực nhé các bạn. Xong. Tiếp theo là con đường nào dẫn đến ông già Noel? Có bước chân ở trên tuyết này các bạn. Và đây là dấu tuần lộc, chúng ta là sẽ xóa cái vết đi để tìm. Xong. Vào nhà tìm ông già Noel nhé các bạn. Đấy, ông già Noel này đi đâu thì ông đấy sẽ để chìa khóa ở trên cây thông các bạn ạ. Chúng ta cùng lắc cây thông. Lắc mạnh vào, rồi rơi chìa rồi các bạn. Rồi. Chúng ta sẽ mở cửa nào. Tuyệt vời. Ông già Noel đi đâu rồi các bạn? Đấy, ông già Noel đi vắng rồi các bạn ơi. Ông ấy viết thư lại này. Đấy, đọc thư đấy các bạn. Xong. Tìm chuông. Ông già Noel này giấu kéo ở đâu rồi các bạn? Kéo ở trên hai đầu ngón tay này. Ấn vào đấy. Cho rơi kéo ra nào các bạn. Rồi. Chúng ta hãy di chuyển vào hộp quà. Hộp quà có hộp chuông này. Xong. Và cuối cùng, tìm tuần lộc các bạn. Đấy, tuần lộc mũi đỏ đây này các bạn. Chúng ta sẽ phải giữ nhé. Giữ hơi lâu. Chúng ta sẽ ấn vào đây một tí đây các bạn. Ấn lên cây thông để thức tỉnh con tuần lộc này. Rồi. Tuần lộc ra đi các bạn ơi. Tuần lộc ra đi. Ra đi tuần lộc ơi. Có cỏ cho mày ăn này. Không ra luôn. Tuần lộc ăn cỏ nha các bạn. Đấy. Xong. Nhặt mũ Giáng sinh. Mặt trời đang rất là nóng bỏng, làm tan chảy. Chúng ta hãy dùng tay để treo mặt trời nào các bạn. Rồi. Đấy. Băng qua núi tuyết ư? Núi tuyết này rất là cao. Chúng ta sẽ xoay chiếc điện thoại này. Đấy. Xoay điện thoại nhé các bạn, như đang chụp ảnh selfie. Rồi. Xong. Ông già Noel nguy hiểm, mau cứu ông ấy. Ông già Noel nguy hiểm ư? Gấu rất thích ăn mật ong, nhưng mà lại rất sợ ong. Chúng ta hãy mở nắp mật ong này, ong này các bạn. Rồi, cho đến con gấu. Xong. Tuyệt vời chưa các bạn? Mở gói quà của bạn. Gói quà nào mà được buộc cẩn thận đấy các bạn. Màu đỏ nhá. Chúng ta ấn vào đó. Xong. Chiến thắng thì các bạn sẽ nhận được 6 sao. Tuyệt vời thì các bạn ơi. Đấy. Rất nhiều never này. Tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh của mình. Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng một subscribe nhé. Xin chào tất cả mọi người.